Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Thì như em đã từng nói nhiều lần trong các video trước, có chia sẻ cái chuyện đi nước ngoài định cư theo cái con đường kết hôn giả, lấy chồng giả hay là lấy vợ giả, thì nó vô cùng nguy hiểm và ẩn chứa nhiều cái sự rủi ro quý vị. Nó có thể xảy đến bất kỳ lúc nào đối với những cái người mà người ta muốn đi theo cái con đường này, thưa quý vị. Và cái câu chuyện ngày hôm nay chia sẻ lên ít nhiều nó sẽ mang một cái ý nghĩa như là một cái hồi chuông cảnh báo cho những ai mà hiện nay, thưa quý vị, những người đó còn đang tham vọng cho cái chuyện đi kết hôn giả đó. Và để mà trước khi chia sẻ thì em muốn dẫn dắt thêm đây một cái chuyện người Việt Nam, chị ấy đã thực hiện cái việc kết hôn giả này ở đây và đi định cư nước Úc, thưa quý vị. Tuy nhiên thì cái giấc mơ nó không hoàn toàn suôn sẻ, không có một cái màu hồng như là những gì mà chị ấy đã từng mơ mộng trước đó, và thậm chí phải lâm vào một cái cảnh coi như là bế tắc nha quý vị. Và cái câu chuyện này thì đã được một người trong cuộc đã kể lại như thế này. Xin chào mọi người và em. Được biết là cái chuyện này không nên có nghĩa là không công khai, cảnh sát không công khai ra, vì là em cũng là một có một phần sai ở trong đây, nhưng em đã quá khổ sở và đã ngoài cái sức chịu đựng của gia đình em trong vòng một năm qua. Thì vừa qua em được giới thiệu một cái đường dây môi giới kết hôn giả lấy BG. Lúc đầu thì em tính thì đi theo cái con đường này, nhưng mà sau khi thì nghe các thành viên trong cái đường dây kết nối giả này đã vẽ lên một cái màu hồng, một cái thứ màu hồng là trong mơ, và em đã yếu lòng và chấp nhận sa chân vào cái con đường không đúng đắn này. Thì đầu tiên thì những thành viên trong cái đường dây này họ yêu cầu em trả một cái số tiền chọn gói, đó là 110.000 đô la Úc cộng với cái chi phí giấy tờ hôn nhân và luật sư. Thì gia đình anh em thì đã đặt cọc một khoản tiền rất là nhiều. Tuy nhiên thì sau khi mà các thành viên trong đường dây này nhận được cái số tiền thì mọi chuyện lúc đó nó không còn như cái lời hứa ngon ngọt lúc đầu nữa. Cụ thể là những cái người trong cái đường dây này kêu em là phải nghỉ học, vì họ nói là làm visa hôn nhân thì cái việc mà đi học là một cái việc không cần thiết. Và chính vì cái điều đó thì đã dám dẫn đến cái việc mà em đã phụ thuộc vào hoàn toàn cái visa theo diện hôn nhân. Thì được biết cái điểm yếu của em, các thành viên trong cái đường dây này đã bắt buộc gia đình em phải trả thêm rất là nhiều các khoản tiền khác một cách vô lý, thậm chí là phải đóng cái tiền thuê nhà cho họ. Họ ở, em không có ở, nhưng mà họ bắt em phải đóng cái tiền mà em vừa phải đóng tiền thuê nhà đó, thì đóng luôn cái tiền thuê nhà cho họ luôn. Thì bên cạnh đó thì vẫn phải trả lương cho họ, cũng như là họ bắt buộc là phải làm tất cả mọi thứ dưới cái sự sai khiến của họ. Họ muốn đi đâu thì em phải đi theo đó, không có được từ chối bất kỳ cái lý do nào hết. Và bên cạnh đó thì không bao giờ mà tôn trọng gia đình của em. Gia đình em nói một cái điều gì mà họ chỉ quan tâm đến cái nhu cầu cá nhân của bản thân họ và xem gia đình của em như là một con gối vậy quý vị. Và là một cái máy in tiền cho họ mà thôi. Họ chỉ xem em như là một người ở nhờ, bắt buộc là phải phụ thuộc vào họ, không còn là một cái con đường nào khác, không còn cách nào khác, mặc dù em đã phải trả rất nhiều các cái khoản tiền và đáp ứng mọi cái yêu cầu của họ. Trước hơn nữa là trong một năm qua không có ngày nào em được ngủ yên vì phải sống trong cái sự lo sợ và lệ thuộc đến cái mức trầm trọng, lệ thuộc đến cái mức trầm cảm. Họ bắt buộc gia đình em là phải gửi tiền liên tục cho cái nhu cầu của họ, thậm chí là họ còn tống tiền gia đình em vì họ chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Và rất là nhiều những cái khoản tiền mà họ đã nhận trước đó, mặc dù là trước đó họ đã bóc lột gia đình em rất là nhiều tiền, cứ vài ba hôm nữa là tắt cái visa, cứ vài ba hôm nữa họ muốn những thành viên này họ lại muốn tắt cái visa. Thì visa hôn nhân của em
nhiều cái lý do khác nhau và rất là vô lý như thế. Em đã không đáp ứng đủ cái nhu cầu tiền bạc cho họ mong muốn, họ gọi đó là cái tiền cà phê. Cà phê ở đây họ đòi gia đình em cứ một lần như vậy là khoảng 5.000 đô Úc, đô la Úc, hay thậm chí là họ còn nói với gia đình em là có gì thì làm lại từ đầu, có sao đâu, hoặc là những cái câu như là chỉ có rất nhiều tiền thì mới giải quyết được cái visa của em thôi. Em bây giờ thì phải nói là như sống trong một cái địa ngục, nước Úc nó không còn là cái nơi em muốn ở nữa, vì nó đã hành hạ em đến cái mức mà không còn cái sức chịu đựng, từ cái tinh thần là cái vật chất em đã chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng mọi thứ để đi về Việt Nam và không còn gì để tiếc nuối ở đây nữa. Vấn đề là em muốn đưa cái chuyện này ra pháp luật để mà lấy lại cái sự công bằng cho bản thân đã chịu nhiều uất ức và bao lâu nay. Em thà là về Việt Nam làm lại từ đầu còn hơn là phải sống trong cái sự khổ sở không biết ngày mai sẽ ra sao. Em muốn chia sẻ câu chuyện xương máu này của em cho cộng đồng như là một cái lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định dấn thân vào cái con đường không đúng đắn này. Và đó là câu chuyện mà đã được chia sẻ trên các trang diễn đàn của người Việt mình ở nước ngoài thì những ngày gần đây. Thưa quý vị, là thật sự nói cái đó là sự tham vọng đổi đời. Nó chưa có bao giờ là một cái câu chuyện mà nhiều người không muốn. Trời ơi, phải nói là chưa thấy cũng tội mà cũng, nhưng mà lỗi cái gì ở đây á cũng là bản thân của chị này thì đã sai sai ngay từ lúc đầu rồi. Quý vị, giống như là một khi mà chúng ta mà cái áo mà đã bị sai cái nút á thì với cái khuy đó sai ngay từ đầu rồi á thì mình phát hiện được phải gỡ ra hết á, mắc lại thì được. Nhưng quý vị, còn cái trường hợp này thì người ta gọi đó là giống như là lỡ leo lên lưng cọp rồi á thì phải chấp nhận, chứ bây giờ thưa kiện cái gì đây. Vì chung quy á nó bảo nói như vậy á cũng là lý do mà quý vị, thứ nhất là không có cái luật pháp cái nước nào mà bảo vệ cái chuyện hôn nhân giả này hết, không có bên nào bên bên vực cho cái người mà bảo lãnh, lẫn càng không bên vực cho những cái người mà được bảo lãnh luôn. Quý vị, đổ bể ra là coi như cả hai sẽ bị phạt hết. Quý vị, thì như vậy đúng hay sai, đúng hay không á, là thậm chí đó là một cái giả thiết. Nếu như mà tòa án người ta giải quyết cái vụ này thì đi đi thì coi như là phải cái người bảo lãnh này nè, cái phía của những cái đường dây này người ta mà cầm đầu tại Úc á, đó là phải ngồi tù hay không. Mà cái luật của Úc á thì tù bao nhiêu thì nó vẫn không vậy, nhưng mà Mỹ á, đối với cái nước Mỹ á, thì nó sẽ có thể là từ 10 năm hoặc là cao hơn, đó là hình phạt 250.000 đô la. Cái ông mà ổng bảo lãnh á, cái chị nữ này á, thì cũng chỉ sẽ phạt 250.000 đô tổng cộng luôn, hai bên lên quanh cỡ khoảng nửa triệu đô quý vị. Cho nên cái thông tin mà quý vị đã nghe thì thôi bỏ đi, tin chắc ở đây làm gì, làm gì mà không có những cái quý vị nào mà đang có những con em người thân mình trước đó hay là dự định trong tương lai sẽ làm cái chuyện này. Là chính quý vị nè cũng biết là liên quanh quý vị ở đâu đó người nước ngoài nhiều, kết hôn giả cũng nhiều thì quý vị. Nhưng mà nói chung là nó cũng chưa đến nỗi nào, cái trường hợp của chị này thôi để mà cảnh báo đó, câu chuyện của chị này để mà cảnh báo đến tất cả các trường hợp đang có ý định, thì em nghĩ là mình nên suy nghĩ lại. Quý vị có nhận định hay là cái ý kiến đóng góp nào có thể bình luận ở dưới để em được biết thêm. Quý vị thấy cái video này, câu chuyện này chia sẻ có ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like để em có động lực làm video tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị.